Chào anh em ha, nay giao lưu với anh em là cây tiếng của Huế hay thường gọi là dạng hoa lầu, cái cây khủng anh em. Đó, em bao hàng khủng luôn và quay đem cây khủng bố luôn anh em. Đó, bộ đế khủng khiếp luôn, quay lại cái bộ đế cho anh em xem nè. Đó nè, đó. Cây liền lạc ha, cây này nó có sành chỗ này thôi, cái miếng này nghe nè. Đó, quay kỹ cho anh em nè, đó sành lỗ chỗ đó thôi, nó không có chết, nó không có bể nha. Đó, sành chỗ đó lỗ nó chút đó. Tiếng Huế hàng khủng nha anh em. Đó. Rồi lại rồi đâu hoành đi em. Rồi đâu hoành đâu hoành. Cái mã số là gì? Cây mã số 1 nha anh em. Hoành là khủng khủng khiếp luôn. Hoành chỗ đây chỗ này là 83 nha anh em. 83. Cái củ đế rồi. Đó này chút rồi. Nế lên chút xíu là nhiêu? 77. 77. Rồi nguyên củ đế chắc cỡ 2 mét à. Mét 8 à. Củ đế có mét 8 nha anh em. Đó. Rồi thì đứng đứng ôm bên bị cũ để chụp hình cái này. À. Rồi 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 đó. Ăn khủng nha anh em. Rồi cây tím quế thôi là dạng hoa lầu nha anh em. Chiều cao nhiêu? Chiều cao 1m3. Rồi cây mã số 1. Đó, hàng khủng ha. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 19 triệu ha. Bao ship luôn nha anh em. 19 triệu, em bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Mã số 1. Theo là cây hoa giấy, mã số 2. Cây giấy này, cây giấy hai màu nha anh em. Giấy hai màu. Giấy vừa màu hồng và màu trắng. Đó. Cũ rất là quái luôn nè. Rồi đâu hoành đi. Quay cũ nè. Cũ ở đây nó bị lạnh sành chân nghe anh em. Rồi nó bị sành chân nghe anh em nè. Đó. Rồi dịnh thôi, dịnh thôi thôi. Đó, cái cũ bao nhiêu. Đó, dưới đây nó có bị sành lỗ nữa nè nghe anh em. Đó, cái gì báo cho anh em biết luôn nha. Tại vì nó thằng nó xoắn á. Là 66. Thằng nó 66. Rồi tiếp trên này nè, đây, đây, chỗ này. Ừ. Chỗ này là 49. Rồi, vậy đi rồi. Chiều cao. Sao có 2,5m nha anh em. 2,5m. Rồi 2,5m đó. Giấy hai màu nha anh em. À. Hàng khủng nha anh em. Rồi, cây này giao lưu với anh em là 5 triệu ha. Em bao ship tặng nhà ha, giấy hai màu. Cây mã số 2. Chụp là cây của mã số 3 thôi, dính đi coi, có người dính rồi cứ đó anh đi. Giấy nha anh em. Đó. Đây nè anh coi ha, cây này là có mạch sống. Mạch sống từ dưới này lên nha anh em. Đó. Nó chỉ còn một bên thôi nha anh em. Đó, bên này thôi, chỉ có một sống khúc chỗ này thôi nha. Đó. Dài xuống dưới này. Đó. Cây hoành ha. Cây mã số 3, hoành là 39. 39 rồi. Cái chiều dài. Mét 6. Đó. Rồi ngừng lại chụp hình nền cái đi. Cây này rất là quái nha, nó còn sống con bên một nha anh em, có con bên mà bên kia bị lửa nha. Rồi cây mã số 3. Đó, rồi cây này giao lưu với anh em là 1,2 triệu thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi cây mã số 3. Thì tiếp theo là một em Ngọc Trinh. Trắng như Ngọc Trinh nha anh em. Đó. Trắng như Ngọc Trinh nha anh em. Đó. Em trắng như Ngọc Trinh. Đó rồi đâu hoành luôn em ơi. Đó xem dọc đi. Đó cây này liền lạc luôn nè anh em. Một cốt ha. Trắng như Ngọc Trinh luôn anh em ơi. Nữa anh em mua anh em cắt tỉa tàn bớt anh em. Em chừa cái bông cho anh em thấy gì đó. Chứ không để tàn tùm cũng chẳng chuyển khó lắm. Hoành là 35. Hoành 35. Cao là 1m9. Cỡ 2 mét nha anh em. Cũng có 2 mét đó. Ngọc Trinh nha anh em. Đó, hàng khá là đẹp đó. Rồi cây này giao lưu với anh em là 4 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn. Đó, giấy trắng như Ngọc Trinh luôn nha anh em. Đó, hàng khá đẹp, cây mã số 4. Rồi tiếp theo là cây mã số 5, cây dạng hoa lầu. Cây thành phẩm thường chậu nha anh em. Vậy là thay chậu chủ nhật cho chơi anh em. Đó, hàng khủng nha anh em.
Đó. Dạng qua lầu hoặc là tím quế anh em. Đó. Đây nè, đó, cây nó có bể chút chỗ này nè nghe anh em. Có nhiều đó. Đó, có lỗ chỗ đó thôi đó. Bao anh em là chỗ cắt rồi liền đó. Cây thành phẩm ha, cây này nữa anh mua em mua em phải đóng khung đó anh em ơi. Cũng khá là cực khổ anh em ơi. Rồi, đâu anh đi em. Hoành là 28. Hoành 28. Chiều cao là 105. Bàn ngang là 1,5 m. Rồi, cây dạng qua lầu mã số 5. Cây này giao lưu với anh em là 3 triệu thôi anh em ơi. Đó, 3 triệu luôn. Đã để rẻ cho anh em đó. 3 triệu bao ship luôn. Hôm nay bán giả sập sàn luôn anh em ơi. Mã số 5. Là cây mã số 6, cây trang đỏ lá nhỏ. Dáng bay cực kỳ đẹp luôn nghe anh em. Đó. Cây này liền một bể à. Đó. Nó liền lạc nhau nha, nó đang tương nhau từ nhỏ anh em. Cây rất là già luôn anh em ơi, kiếm cái bể này bị lớn cũng hơi khó nè anh em ơi. Quay lại đi. Đó, qua cho quay qua luôn. Hàng khủng anh em. Rồi, đâu anh em đâu nguyên cái bể bao nhiêu? Cây mã số 6. Bể là 61. 61. Thằng lớn nhất coi. Thằng lớn nhất là 21. Rồi. Chiều cao với chiều bay bao nhiêu? Chiều cao là 63. Chiều bay là 1,5 m. Rồi, cây mã số 6. Cây này giao lưu với anh em là 5,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà luôn. 5,5 triệu trang đỏ lá nhỏ. Cây mã số 6. Rồi, xuống luôn em ơi. Rồi lên cây mã số 7 luôn. Rồi, tiếp tục cây mã số 7. Cây trang đỏ lá nhỏ 1 cốt. À, ngừng lên chụp nền. Đó. Hàng đẹp nha anh em. Đó, nguyên một củ luôn. Rồi đâu bành nha. Đỏ lá nhỏ 1 cốt. Bành là 18. Củ. Cái củ là 47. Chiều cao. Chiều cao 1,5 m. Rồi, cây mã số 7. Cây này giao lưu với anh em là 1,9 triệu anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn. Trang đỏ lá nhỏ. 1,9 triệu. Rồi, xin chào anh em luôn.